mùi gì nghe khó chịu quá vậy? Ê, dậy dậy dậy. Sao nghe tiếng này vậy? Có nghe mùi gì khó chịu không? Sao vậy? Gần đây liên tiếp có nhiều người chết do khói khi hỏa hoạn xảy ra. Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 522 vụ cháy, làm chết và bị thương 46 người. Chứng kiến nhiều vụ việc thương tâm xảy ra khiến mọi người ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề phòng cháy chữa cháy cũng như các kỹ năng sơ cứu người gặp nạn. Và để có thể hiểu rõ hơn các bước sơ cứu người bị ngạt khí, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Trang Trần Lan Nguyễn, đào tạo viên, người đồng sáng lập kiêm phó giám đốc doanh nghiệp xã hội kỹ năng sinh tồn SSVN để được hướng dẫn cụ thể. Xin chào Thu Hương và quý độc giả của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Trang sẽ hướng dẫn chúng ta cách sơ cứu khi mà có người bị ngạt khí. Đối với tình trạng bị ngạt khí thì ở Việt Nam chúng ta thường là cái người vào cứu có thể tự biến mình trở thành nạn nhân tiếp theo, vì họ nghĩ rằng là cái khí độc đó mất nhiều thời gian mới có thể gây hại cho mình. Trong thực tế thì chỉ cần vài phút thôi các bạn. Nếu mà cái phòng đó hoặc cái nơi đó nó đầy khí độc, ví dụ như là khí CO, thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà xoay sở. Cho nên cái việc đầu tiên khi mà nghi ngờ ai đó bị ngạt khí, ví dụ như là có người xuống với cái giếng hoặc một cái hầm ga hoặc là trong một cái phòng hoặc có đám cháy, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy những cái biểu hiện của họ, ví dụ như là họ ho, nhức đầu, họ có những cái biểu hiện như là xỉu, co giật xỉu, hôn mê, thì đầu tiên luôn luôn phải đảm bảo yếu tố an toàn cho bản thân mình. Phải đảm bảo là trong quá trình mà các bạn tiến vào cứu và trong lúc sơ cứu cho họ, mình không có bị cái khí độc đó ảnh hưởng. Trong trường hợp mà đám cháy do cháy nhà thì chúng ta có thể mở cái phòng đó ra. Khi chúng ta mở cửa phòng ra, chúng ta phải tự hít thở vào. Nếu chúng ta cảm thấy là mình hít vào một hít vô mà cảm thấy nó dễ chịu thì chúng ta mở toan cửa ra để cho oxy đi vào và khí độc nó đi ra. Và lúc này chúng ta sẽ tri hô lên để có nhiều người. Nếu có được nhiều người thì chúng ta sẽ giúp di chuyển cái nạn nhân ra khỏi cái phòng đầy khí độc đó. Còn nếu mà cái phòng nó đầy, nó đủ khí, chúng ta mở cửa sổ thoáng và đầy đủ oxy thì chúng ta có thể tiến hành sơ cứu ngay cho cái người bị nạn trong cái môi trường mà đã trong lành hơn, đã đầy đủ oxy hơn. Tùy vào tình trạng của từng nạn nhân mà chúng ta sẽ có cách sơ cứu khác nhau, tùy vào cái biểu hiện của họ. Cho nên sẽ hướng dẫn cái biểu hiện đầu tiên, đó là khi đó họ vẫn còn tỉnh. Có thể họ nói là sao khó chịu, nhức đầu quá, choáng váng, họ ho, họ có thể là mệt, thở khó thôi, thì chúng ta sẽ đảm bảo họ đủ oxy, đưa ra một cái nơi thoáng khí. Chúng ta có thể cho họ ngồi hoặc nửa ngồi nửa nằm và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với họ trong lúc chờ phương tiện đưa họ đi vào bệnh viện. Trường hợp số 2, khi chúng ta tiến vào nạn nhân và chúng ta thấy là họ đã bất tỉnh thì chúng ta cần phải cho họ nằm xuống, chúng ta kiểm tra xem việc thở của họ ra sao. Nếu họ bất tỉnh và vẫn còn thở bình thường thì chúng ta sẽ cho họ nằm nghiêng một bên, đưa về tư thế hồi phục trong lúc chờ xe cấp cứu. Và trường hợp số 3 là trường hợp xấu nhất, khi mà chúng ta tiến vào, chúng ta đảm bảo đủ oxy rồi và chúng ta thấy nạn nhân thở ngáp cá hoặc là không còn dấu hiệu thở, thì chúng ta sẽ ngay lập tức đưa họ xuống cái sàn cứng và chúng ta tiến hành hồi sinh tim phổi 30 lần ép tim, 2 hơi thở oxy, và chúng ta làm liên tục như vậy cho đến khi nào xe cấp cứu đến. Không chỉ cần phải hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp sơ cứu, mà việc nắm rõ các biện pháp nhằm hạn chế hít phải khí độc trong lúc hỏa hoạn xảy ra cũng vô cùng quan trọng. Để hạn chế hít phải khí độc thì chúng ta ngoài cái việc là chúng ta phải xác định là cái hướng gió nó đẩy cái khí đi đâu, thì chúng ta lưu ý nếu là trong đám cháy nhà thì thông thường có những cái khí độc khác nhau, và nếu có đám cháy có thể có những cái khí không màu không mùi, thì ví dụ như khí CO thì không màu không mùi. Nhưng mà chúng ta có thể, nếu thấy được cái hướng gió đi thì chúng ta phải tránh cái hướng cái khí độc đó. Và chúng ta lưu ý là chỉ có cái mặt nạ full face, tức là cái mặt nạ mà có nguyên cái bình oxy, che kín mặt nạ có nguyên bình oxy đằng sau giống như của những người lính cứu hỏa đó, thì mới có thể ngăn chúng ta khỏi khí độc mà thôi. Vì vậy nên những cái mặt nạ nhỏ mà chúng ta trang bị trong gia đình á, hoặc là cái khăn nhúng nước ướt không thể ngăn được khí độc. Vì vậy nên việc ưu tiên của chúng ta là làm sao phải thoát ra ngoài. Với sự hướng dẫn cụ thể của chị Trang, mong rằng mọi người có thể bỏ túi những kỹ năng sơ cứu người bị ngạt khí.